Diễu mới qua tới hả? Nước lớn mới vô dàm, vì chống xuồng ra đây chắc mỏi tay dữ hả? Không có đâu anh hai, má sai em mang mấy cái bánh lá mới nấu hồi sáng, anh với thằng Đen ăn nha. Lâu lâu á má cũng muốn nấu nướng món gì đó để gửi ra cho anh. Má thương anh như là con ruột vậy đó. Nhưng mà nếu má không có sai bảo gì thì thỉnh thoảng em cũng muốn chống xuồng nhỏ ra đây để thăm anh có cần giúp việc nhà ngoài này. Con nít đàn ông nhà cửa mấy được con gian, từ ngày chị em bỏ đi một mình anh đơn độc nuôi con, má cũng rất đau lòng xấu hổ với người ta. Vì ông ơi số mệt đã an bài, tôi cũng đành cam chịu vậy thôi. Tôi cực khổ quen rồi, mà với dì Út đừng lo. Cứ mỗi đêm mưa dầm gió lòng, má đứng đứng mặt cứ ngó ra dầm. Ở đây cũng có sớm nhìn tôi lửa tắt đèn có nhau. Dịch lá mái tranh căn nhà của anh đã bao năm rồi không thay đổi. Chị hai em bỏ đi về một phương trời xa lạ, mà anh vẫn ôm mang một giấc mộng vẫn nói tiếng đầu đời, miệng cứ gọi ba ba. Đến bây giờ năm tháng đã trôi qua, thằng Đen lớn dội biết nấu cơm quét nhà giặt. Sao anh không nghĩ đến chuyện riêng mình? Đến lúc về chiều có người cùng má với gì thương tôi mà nghĩ vậy, chứ tôi sống vậy cũng quen rồi, cũng giống như vợ tôi đi đâu xa ba năm ba bữa vậy mà. Vì coi nè, cái khăn của chị hai gì vẫn còn mang ở cây đinh, từ sau cái lần đi chợ mua đồ cũng đình cho má. Tôi vẫn còn nghe mùi hương đánh tóc quyện ở đâu đây trong mai lá nhường chưa. Bà ba như vừa bước qua thềm, anh dòng tưởng nhớ chị em đã đi xa biệt vàng. Ôi hương gì nào còn gần một chục năm qua, hương tình yêu làm sao dễ phôi pha. Tại vì Út chưa yêu nên không thể nào hiểu được, khi hai tâm hồn đã hòa chung làm một thì dẫu xa cách muôn trùng như vẫn ở bên nhau. Anh hai, vì anh quá thương chị hai em nên lúc nào và bất cứ ở đâu anh cũng đều nghĩ là có chị của em ở bên cạnh. Sao anh không nghĩ đến những người khác cũng đáng ngại
đêm lo lắng cho anh. Dì Út, dì hỏi tôi biết hỏi ai đây? Câu duyên nợ do trời cao đã định, dì Út ơi, nếu có thương tôi, xin dì với má đừng đắc hờn sự im lặng bấy lâu nay. Tôi chẳng vô tâm, không hề ngu dốt để hiểu được lòng của kẻ khác đã thương yêu. Nhưng tôi mãi lặng câm, bởi tôi biết mình không mang hạnh phúc lại cho ai. Nhưng tại sao anh cứ làm khổ mình, giấc mộng đã tàn, anh vẫn cứ chiêm bao. Người ta đau đớn biết là bao, từng cơn mưa là từng giọt nước mắt tuôn trào. Dì Út ơi, chẳng phải tôi cố tình làm khổ người ta, khi biết được ra những yêu thương lo lắng. Nhưng tình cảm của tôi bây giờ dĩ như con nước không biết chảy về đâu khi tóc đã phai màu. Khi trong lòng tôi còn thương nhớ một người, thì làm sao có thể mang lại niềm hạnh phúc cho kẻ đã yêu mình và chấp nhận mọi hy sinh. Tôi không thể ép mình để giờ dính một mối tình, rồi đêm đêm trăn trở nhắc thầm tên người cô. Nếu có thương tôi thì người ơi đừng đợi cho phí tuổi thanh xuân cho phai lệch má hồng. Anh hai, ý anh đã quyết như vậy, em nghĩ chắc người nào đó cũng hiểu được đôi phần. Dì Út, tôi khổ tâm lắm, tôi nói không thì có người đáp, mà gật đầu thì có kẻ khổ. Thôi thì thà là tôi im lặng. Anh hai ơi, nước sông lớn rồi lục bình trôi tàn mạn, như những cuộc tình đơn phương rồi chẳng biết sẽ về đâu. Ở bên nhà em mong đợi lâu lâu, mà sao em chống xù qua đây thăm anh thăm cha. Nhiều đó thôi cùng mừng vui phấn khởi, và không biết tại sao cứ nghe rộn trong lòng. Thôi vì vậy kéo con nước sắp rồng, nán lại dây lâu càng tìm quyên luyên. Em vẫn đợi nước lớn lần tới nữa, lại có dịp trong xuồng qua vàng để thăm